Đây, các bạn nhìn xem. Cái chị này còn khỏe ghê luôn nè, muốn chọc 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 luôn à. Vợ chồng Thảo nha. Hôm nay vợ chồng Thảo ăn tôm hùm với cua đá ở Pháp à, ăn mừng gì à? Sắp à, được lãnh tiền YouTube thôi. Ngày 22 tây này YouTube thông báo để trả tiền, sẽ trả tiền cho mình ngày 22 tây tháng 7 này. Bây giờ mời cả nhà nha. Mời cả nhà cùng mình, ăn tôm hùm mình rước cua đá với vợ chồng Thảo mình nha. Mình rước mấy em từ ở trong cô ra về, trong siêu thị cô ra về. Hôm qua không có thời gian về ăn á, về cái là đi chơi luôn. Cho nên xong cái để con tôm vô trong tủ lạnh á. Rồi cái là nó sống. Bữa nay nó còn sống khỏe luôn á. Nước lạnh. Có con gái mình cùng ăn nữa nhưng mà không có dám ngồi trước. Mời cả nhà cùng ăn cua với tôm hùm với vợ chồng mình nha. Thịt không? Mình giải quyết cái em này trước. Anh để lên đây nè. Mà nó ra đập cho cái càng nó ăn đâu rồi, nó không chịu ra ăn nè. Cái càng này là thịt của cái đầu này. Càng cứng quá các bạn ơi. Nè, để vậy nè. Cái đầu. Cái cà này hai đồng đồng lên đứng từ cái hai cà này xè. Ra. Bắt nó được. Mặt ngay. Đưa vào cắn thịt nó chắc ghê em. Ừ, thịt nó chắc. Cái này nó mới đem về á. Chứ nó có gọng lâu ở trong trong hộp. Được không? Ừ. Nó chắc lắm rồi các bạn. Ừ. Cái càng này có thích ăn không? Con đây nè, ăn đi. Ừ, nó ngọt. Chấm qua bớt cho em bớt cho con em đây. Nhai mấy cái que luôn. Mấy cái que nhai thành nút nút thôi chứ không có thật.
Ngon không? Đặt vậy nó ra nguyên miếng thịt ha. Đưa nó đồ kẹp cho em. Mất rồi, mất tiêu rồi. Thấy không? Dập, dập đỏ đó. Tôm của con gái ngon. Nhà thấy không? Dập không? Thì nó chắc đều hết á. Người ăn liền nữa. Bên nào không ăn hả? Cho nó chút chứ vật thật ăn nó dễ thì cầu. Bỏ cái tờ đỏ cho em miếng thôi. Cái bàn thớ này không? Cái này là caviar hả? Thịt nó chắc quá cho nên nó dính vô trong cái vỏ luôn. Cái này phải là caviar hả? Xin chú cơ nhắc đó. Nó còn giờ cái cá còn cái này cái trứng của con tôm nó khác. Cứng ngắt luôn hả? Ừ. Nè, em ăn đi. Anh lọc cho nè, ăn đi nè. Thôi, anh ăn đi. Không muốn ăn hả? Nè, ăn đi. Ba lọc cho. Thịt không à? Con chấm bữa không? Không. Cái này còn có ăn nữa không? Có ăn nữa. Có ớt, tao ăn, anh kêu ăn muối ớt. Tao dù nó không ăn. Con gái ở đầu nó móc cặp nó ăn hết rồi, chữa ra. Đừng để cho. Được rồi, anh ăn đi. Không muốn nữa hả? Thịt không à? Không ăn kia học sinh. Thịt không à? Con không muốn nè, em ăn đi. Giờ tới mình xử lý em mày. Con ăn kia đồ, trong kia đó. Ừ, thấy rồi vậy. Đây, để mà lọc cho. Không muốn. Con muốn thịt hả? Không muốn thịt không sao. Con gái mình thì không chịu ăn cái mình của con Tâm Hùng. Không chịu ăn nữa. Con muốn ăn này nè. Cứ ăn gạch thôi. Cái vỏ của mình, cái vỏ cứng thiệt. Cái thịt nó dai nữa. Chắc thịt luôn.
cái này phải xé bóc rồi vậy nó mới ngon. Trong con kia nó có cả không? Đều bẻ con cua ra cho con nha. Vậy. Con lấy cái muỗng con múc ở trong cái đó đó. Nó săn da. Thì trước mua không bằng. Hôm qua nhìn là biết tôm này mới về luôn. Nó mạnh quá. Còn mạnh nếu, luôn á, bắt nó không được luôn. Nếu những con mà yếu á. Rộng lâu quá sẽ bị yếu đi. Nó đâu có nhảy đập vậy đâu. Con thấy trong hồ hồ nó búng chập chập. Bởi con không múc hết hả? Lấy muỗng múc. Đây là đi hầm đỏ. Này cua này con múc mày. Múc cái chất trắng. Này nè. Hấp nước dừa ngon, cái vị nó ngọt ngon. Tại con gái mình không ăn được cái mấy cái mùi vị khác á, giống như xả này kia nó ăn không quen. Cho nên con tôm thịt nó ngọt liệm luôn á. Con mua xanh cho mấy con. Ừ, bà bao vẽ cho nè. Gạch nhiều lắm đó các bạn. Con gái mình thích ăn gạch lắm. Các bạn biết tôm hùm bên đây nhiêu ký không các bạn? 39 đồng một ký. Đó là tôm hùm của châu Âu á. Còn tôm hùm châu Âu á, còn Alaska thì chưa thấy bán ở đây. Canada cũng mắc. Khi nào mà thấy có bán thì Thảo cũng mua về ăn thử. Tôm hùm Alaska nó bự hơn. Chứ tôm hùm này Thảo ăn hoài gì. Mà từ mùa dịch tới giờ là ngưng, tới bây giờ mới ăn lại á. Còn cua á là 9 đồng mấy ký phải không? 10 đồng. 10 đồng ký. Coi như năm cái này khoảng coi 3 ký tôm. 3 ký mấy tôm với 1 ký mấy cua. Thôi tính cho 2 ký cua với 3 ký tôm đi. Tôm là 120 rồi đó. Hôm qua định mua tôm không à? Mà mình 120 tính quy ra tiền Việt thì coi 2 triệu rưỡi. 3 triệu tiền tôm. 500 tiền cua. Nè. Cái cái đỏ đỏ nữa. Mời cả nhà cùng ăn. Cảm ơn. Mình cái được kèm.
Mẹ ăn tí đi nha. Nó để nó chậm đi, chờ chút nữa xong ngậm nó. Để chung ở đây nha. Rồi, hả? Có quay bỏ đi. Con này ốm một chút. Nè, mẹ ăn cái nó nghe bọc bọc liền ha. Cả nó mà con càng cua. Nè, anh nhìn vô nè. Con này nó ốm nè các bạn. Ướt không? Mình ăn cái mình nha. Nào này là nghe không kỹ á, khó tiêu á. Chấm luôn, chấm mỡ nữa. Mở ớm. Cái càng ớm. Con này hơi ớm. Ớm là hơi cũng nhiều lắm. Nồi này rồi đó, em xử lý cho hết chị này đi nha. Chỗ này cứng lắm á, cắn vô rồi cái em nhả ra thôi, nước với nước ngọt á. Mấy cái què của con này nóng nhờm, nóng quá thịt.
cái gạch nó béo lắm các bạn. Mình làm luôn cái càng cua này. Thịt cua ngọt liệm luôn. Nó chắc nịch luôn, nó giống như tôm luôn. Này ngon khỏi bàn luôn các bạn ơi. Ngon quá. Ngon thiệt, muốn ăn nữa. Mở bụng no quá rồi. Uống Coca vô, đã gì đâu. Kết hợp hoàn hảo giữa cua, tôm, Coca. Ăn xong uống miếng nước Coca vô đã khác luôn. Muốn ăn nữa nhưng mà cái bụng thì no. Cái này mua tôm hùm với cua rất là ngon luôn. Vừa ý ghê luôn. Thịt chắc. Gạch nữa, nhiều luôn á. Có một con ốm thôi. Và thôi, video của Thảo đến đây xin kết thúc nha. Và mọi người thấy thích thì hãy ủng hộ like share cho video của Thảo được nhiều người biết đến. Và đăng ký ấn chuông để mà đón xem những video kỳ tới. Hứa hẹn sẽ rất là thú vị và vui. Và chúc mọi người dồi dào sức khỏe và bình an nha. Hẹn gặp lại ở video sau. Bye bye. Nhớ like nha.